clip này sẽ hướng dẫn cách áp dụng các hiệu ứng âm thanh cơ bản trong After Effects. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một đoạn âm thanh ngắn, bây giờ mình sẽ preview cho bạn xem trước nhé. Unbelievable. Đó, ở đây là một đoạn âm thanh ngắn mình chuẩn bị. Thì để áp dụng các hiệu ứng cơ bản trong After Effects cho âm thanh thì mình sẽ hiển thị cái bảng Effect and Preset. Các bạn có thể, nếu mà chưa hiển thị thì các bạn chọn Windows, sau đó là các bạn chọn cái bảng Effect and Preset, tìm tắt là Ctrl 5. Đó, và hiển thị các thuộc tính của audio đây. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ áp dụng một cái thuộc tính, chẳng hạn là thuộc tính Backwork nhé. Khi mình kéo thuộc tính vào trong cái đoạn âm thanh này, đó, mình chọn cái layer này đó, sau đó mình nhấn cái chuột ngã này để hiển thị ra cái sóng âm thanh cũng như các cái hiệu ứng âm thanh của cái đoạn âm thanh này. Bây giờ mình sẽ preview bạn xem nhé. Đấy, thì cái hiệu ứng Backwork này làm cái hiệu ứng nó làm đảo ngược âm thanh đấy. Và để loại bỏ một cái đoạn âm thanh thì mình có thể chọn một cái đoạn âm thanh ở trên bảng Effect Control này. Đó, sau đó mình sẽ nhấn phím Delete trên mặt phím để xóa. Đó, mình có thể áp dụng các cái loại hiệu ứng khác, chẳng hạn là cái hiệu ứng Modulator này nhá. Mình kéo vào đoạn âm thanh. Và bây giờ mình sẽ thay đổi một số cái giá trị. Cái hiệu ứng này nó làm cho thay đổi cái tông giọng ấy. Chẳng hạn như là cái Modulation Rate này thì mình sẽ tăng lên 30% này. À, để hiệu ứng nó mạnh hơn, bây giờ mình sẽ bring bạn xem nhá. Unbelievable. Đấy, cái hiệu ứng này nó giống như kiểu đang nói ở trước một cái quạt ấy, âm thanh nó bị méo. Unbelievable. Đó, thì đây chính là cái cách cơ bản để mà áp dụng những cái hiệu ứng âm thanh trong After Effects. Ok.